Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Mê Xe. Và đây là video đầu tiên của chúng tôi trong năm 2020. Nhân đây, tôi xin thay mặt tất cả những người anh em đang làm trong team Mê Xe gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng và chúc những người anh em tài xế có một năm an lành và luôn vững vàng tay lái, vạn dặm bình an. Đến với nội dung ngày hôm nay, và trước khi vào nội dung chính thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty ô tô Nam Việt đã hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có cơ hội được vào Tân Cảng, cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để tiếp cận với hai chiếc xe đầu kéo MAN vừa mới được nhập khẩu vào cảng. Và khi họ là những người trực tiếp đến để xem xét quá trình nhập khẩu cũng như là đóng thuế để rước chiếc xe về thì chúng tôi cũng được đi cùng và đến đây để xem rằng xe MAN có những cái gì đặc biệt mà lại được nhiều người nhắc đến, được nhiều người quan tâm và thậm chí là nó cũng là nằm trong những chiếc xe tải dẫn đầu trên thế giới về mức độ an toàn, về sức mạnh động cơ và những option đi theo thì vô cùng phong phú. Trong cái buổi đi này thì chúng tôi cũng thực sự khá là hồi hộp, khá là mong chờ và mong muốn xuống đó sẽ làm một cái video thật là chỉnh chu, thật là dài để quay thật là chi tiết nhất cho các anh em biết về một mẫu đầu kéo với công thức bánh xe là 6x2 thôi chứ cũng không phải là 6x4 hay là nhiều nhiều hơn nữa, tại vì nó chỉ có hai chiếc là công thức bánh xe 6x2 và nó cũng là những chiếc xe đã qua sử dụng ở thị trường nước ngoài rồi. Nhưng khi mới vào thì chúng tôi gặp khó khăn một chút là trong cảng thì cấm quay phim chụp hình và chúng tôi chỉ có thể là chụp lén và quay lén mà thôi. Nhưng nói về chiếc xe thì sao? Nói về chiếc xe thì chiếc xe thực sự là một trong những chiếc xe hàng đã qua sử dụng mà tôi phải nói là cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Tuy rằng nó trải qua hơn 40 ngày lênh đênh ở trên biển để có thể cập bến cảng Việt Nam. Nhưng chiếc xe thì có một vài hiện tượng như kiểu là bị muối lên, nước biển lên thì nó hơi rỉ sét một chút. Nhưng cái phần cabin, phần nước sơn nó vẫn đang còn đẹp vô cùng các bạn ạ. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngay trong cái phần màn hình. Tôi sẽ chêm vào cho bạn xem. Nó rất đẹp, nó có những cái tính năng cũng cực kỳ thú vị. Bánh xe nhìn mê hồn luôn. Và nó dùng cái loại vỏ lốp là bít tinh hay cái gì nhỉ? Tôi lại quên, xin lỗi. Tôi sẽ cắt đoạn này. Nó dùng một loại vỏ cũng rất là danh tiếng. Và tắc kê ở phía trước của nó cũng lên đến 10 tắc kê. Nó còn được trang bị thêm các option mà tôi có thể thấy ngay được. Tôi không biết là trang bị thêm hay là có sẵn nữa. Đó là phần camera được gắn khá nhiều ở xung quanh thân xe. Và theo như anh kỹ thuật của MAN thì chiếc xe này có khả năng hỗ trợ phanh. Tức là nếu như phát hiện ra chướng ngại vật ở phía trước thì nó sẽ hỗ trợ người dùng phanh khẩn cấp. Đây là một trong những tính năng mà tôi nghĩ rằng an toàn. Mà chiếc xe này đã được sản xuất từ năm 2016. Vậy là chúng ta mới biết được rằng MAN họ đã đi đầu cái xu hướng như thế nào. Thậm chí những chiếc xe du lịch đến thời điểm hiện tại, nhiều chiếc ở mức phân khúc giống như kiểu hạng B, hạng C vẫn chưa được trang bị cái tính năng an toàn như thế này. Còn nó qua một chút về cái phần ngoại hình thì tôi vẫn chưa nói hết. Ngoại hình của nó thì có nhiều điểm, thì nói chung là xe đã qua sử dụng thì nó không thể hoàn hảo 100% được. Nhưng theo tôi đánh giá về cá nhân của tôi về bên ngoài và cái nội thất thì nó khoảng phải hơn 80% các bạn ạ. Các bạn ạ. Phải hơn 80% đấy. Khi mà bước chân vào cái cabin leo lên thì choáng ngợp và tôi cũng bất ngờ bởi vì tôi chưa bao giờ tiếp xúc với chiếc xe MAN nào cả. Đó là chiếc MAN này sử dụng một cái hộp số tự động nha các bạn. Tự động là nó chỉ số có số D và DM và RM. Tức là số re, re cũng hai chế độ là R và RM. DM và RM tức là mạnh hơn dành cho những trường hợp mà chúng ta có cái khối lượng hàng hóa tải kéo theo đằng sau nặng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cấp số như thế này. Có vẻ tôi hơi căng thẳng một chút sau một khoảng thời gian khá lâu tôi không làm video. Vậy thì nói về những cái ngoại hình, ngoại thất thì chắc là tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Còn lại thì để anh em hãy cùng chiêm ngưỡng, hãy cùng xem qua hình ảnh để đánh giá xem là chiếc xe này có thật sự đẹp không. Đây là một chiếc xe được sản xuất từ năm 2016 và hai chiếc này đều có màu trắng cả. Hai chiếc thì đều đã có chủ nhân rồi. Ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam chúng ta vẫn chưa có một cái đơn vị nào đó nhập khẩu về số lượng nhiều trưng bày để mà bán cho khách hàng. Họ chỉ mới thông qua đại lý để kiểu là có nhu cầu mua thực sự.
đặt cọc và lên tiền thì mới nhập khẩu xe về thôi. Sắp tới thì công ty ô tô Nam Việt cũng có cái chương trình là họ sẽ nhập khẩu về, họ sẽ liên kết với những nhà nhập khẩu, họ sẽ mang về trưng bày tại đại lý của họ để bán. Và đại lý của họ thì nằm ở cái địa chỉ là 312 Võ Chí Công, quận 9. Nếu các bạn nào thực sự quan tâm thì có thể click vào cái link tôi để đây hoặc là website otonamviet.vn để theo dõi thêm thông tin nhé. Đó là cái video chào năm mới có vẻ là hơi hơi chán nhỉ, nói có vẻ hơi ít đúng không? Thì tôi mong anh em hãy cùng theo dõi, và nếu như anh em là thực sự yêu xe tải, mê xe tải thì chắc là sang năm chúng tôi sẽ cố gắng ra video một cách đều đặn hơn để đáp trả những cái gì mà không phải đáp trả mà để gửi lại, gửi tấm lòng của mình cho anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ mê xe. Và sau một vài video làm, không phải vài nữa, cũng khá là nhiều video tôi làm trước đây, thì cũng nhận được rất nhiều cái lời đóng góp phải gọi là cực kỳ bổ ích của anh em. Thực ra thì cũng mới là tập tành làm với những cái thiết bị cũng khá đơn sơ thôi, nhưng được cái là tôi lại có khi là có thời gian rảnh nhiều hơn, và ở trong một cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh được tiếp cận với nhiều dòng xe khác nhau. Có cơ hội đến với nó thì tôi cũng mong muốn quay lại những khoảnh khắc như vậy để gửi lên cho anh em xem ở trên kênh YouTube Mê Xe của chúng tôi và fanpage Mê Xe trên Facebook. Và tôi rất là mừng và cảm ơn. Thì ngoài những cái video quay review, quay giới thiệu nhanh thì chúng tôi cũng có làm thêm mảng kinh doanh, tức là kinh doanh xe mới và cũ, cũng như là tư vấn về vận tải. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại của chúng tôi có để link cái số điện thoại ở trên màn hình cũng như là phần giới thiệu phía bên dưới. Xe thì chúng tôi có những cái dòng xe chủ yếu là Trung Quốc, đầu kéo này, xe tải, đa số là những dòng xe tải lớn, xe tải nhỏ thì lâu lâu mới làm. Và chúng tôi cũng có những dòng xe bán lại kiểu như là góp tiếp ngân hàng để những anh chị nào có cái số lượng vốn eo hẹp hoặc là muốn giữ lại một ít tiền để làm vốn đầu tư tiếp theo ấy, thì chúng tôi cũng có những chiếc xe có thể trả góp như thế, tức là trả góp tiếp. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền khá nhỏ để mua một chiếc xe cũ đúng không? Nhưng chúng ta lại còn bỏ thêm một số tiền nhỏ hơn số tiền như vậy nữa để có thể sở hữu ngay được một chiếc xe như vậy làm ăn. Nếu anh chị thực sự quan tâm thì hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của tôi hoặc truy cập ngay vào cái trang fanpage ở trên Facebook. Chúng tôi có đăng rất là nhiều những sản phẩm như vậy, và số điện thoại của tôi cũng có Zalo, ở đó có đăng rất là nhiều bài. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Và nhớ hãy like, hãy share để ủng hộ cho team chúng tôi phát triển ngày càng lớn mạnh nha các bạn. Cảm ơn anh em, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Xin cảm ơn.